Hồi ký chiến trường ca Cuộc chiến tranh bắt buộc Tác giả Đại tá Nguyễn Văn Hồng Nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 Phần 5 Thưa các bạn, cho đến tận bây giờ, chưa ai phân biệt được ranh giới giữa cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Chỉ biết rằng trong 10 năm kể từ mùa xuân năm 1979, lực lượng vũ trang của ta chiến đấu liên tục không ngừng, từ những trận đánh mở đầu của thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chống địch xâm lấn lãnh thổ đến cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia, rồi bắt tay giúp bạn xây dựng lại chính quyền và lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương. Sứ mệnh lịch sử mà Đảng và Nhà nước ta đã trao cho nhân dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt đã kết thúc vẻ vang vào cuối tháng 9 năm 1989. Đó là ngày mà cả thế giới chứng kiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam rút về nước. Có thể hiểu, cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trên biên giới Tây Nam được bắt đầu từ sự xâm nhập lãnh thổ của Việt Nam do bọn phản động Pol Pot, Insari phát động, chúng đã gây cho nhân dân ta sống dọc biên giới những tổn thất nặng nề, buộc lực lượng vũ trang của ta phải chiến đấu bảo vệ. Sau đó là những trận chiến đấu đầu tiên diễn ra trên đất đối phương. Những đòn trừng phạt của ta vẫn chưa đủ mạnh, buộc nhà cầm quyền Campuchia lúc bấy giờ nhụt chí, mà trái lại chúng tiếp tục đẩy nhanh cuộc chiến tranh biên giới ngày càng lan rộng hơn. Vì vậy, chúng ta đã phải tiến hành một chiến dịch tổng tiến công với quy mô lớn đến tận xào huyệt, giải quyết tận gốc mối nguy cơ này cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau khỏi phải bận tâm. Còn nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia có thể hiểu được bắt đầu từ sự ra đời của mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia. Theo yêu cầu của bạn, chúng ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1979 giải phóng hoàn toàn Campuchia và ở lại để giúp bạn xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang mới. Hai nhiệm vụ, hai giai đoạn kế tiếp nhau, liên quan mật thiết với nhau, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở ban đầu để thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Ngược lại, khi nhà cầm quyền phản động Campuchia lúc bấy giờ chống lại nhân dân Việt Nam, nhân dân Campuchia thì tất yếu mặt trận dân tộc cứu nước campuchia sẽ ra đời để phối hợp với quân và dân hai nước chống lại kẻ thù chung như vậy theo yêu cầu của bạn là hành lang pháp lý để chúng ta giúp bạn làm cuộc cách mạng từ đầu xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn lớn mạnh cũng là để bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ trên nửa đất nước của ta đó là hai phạm trù khác nhau nhưng cùng một mục đích là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực Đông Nam Á. Nói một cách khác là chúng ta đang thực hiện hai nhiệm vụ: nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế trên quan điểm giúp bạn là tự giúp mình. Từ khi có những diễn biến phức tạp trên biên giới Tây Nam, rồi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thực sự đã xảy ra. Trung ương Đảng, chính phủ và Bộ Quốc phòng nước ta đã quan tâm một cách sâu sắc đến những biến cố xảy ra trên hai đầu đất nước để tập trung lãnh đạo các lực lượng vũ trang và nhân dân ở các tỉnh phía Nam ngay từ những ngày đầu của cuộc tổng tấn công vào Campuchia mùa xuân năm 1979 Bộ Chính trị và thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng nước ta đã tổ chức ra sở chỉ huy tiền phương nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đất nước trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Sở chỉ huy tiền phương Bộ Quốc phòng được đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi Campuchia được giải phóng, Bộ Tư lệnh Tiền phương chuyển sang thành phố Nông Penh và gọi là Bộ Tư lệnh Mặt trận 719 hoặc Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia do Thượng tướng Lê Đức Anh đứng đầu. Cuộc tổng tiến công như vũ bão của quân ta đã đập tan chế độ diệt chủng Pompos Insari đất nước campuchia được giải phóng nhưng kẻ thù vẫn còn đó đội quân đông đảo của chúng tan rã ra thành từng mảng và đang được tập hợp lại dưới sự hà hơi tiếp sức và điều khiển của các thế lực bên ngoài hòng khôi phục lại chính quyền để giành lại tất cả những gì đã mất bên cạnh đó chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng campuchia vừa mới hình thành chưa đủ sức để quản lý đất nước nhân dân đang bị kìm kẹp tứ tán khắp nơi phải xây dựng lại đất nước Campuchia từ đầu, từ con số 0, đó là trách nhiệm đặt ra hết sức nặng nề đối với quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước này. Đứng trước tình hình đó, để bảo vệ thành quả của Campuchia vừa mới giành được, theo yêu cầu của mặt trận dân tộc cứu nước, quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục ở lại để giúp nhân dân Campuchia xây dựng lại đất nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau đây. Giúp bạn đưa dân về quê cứu đói, phục hồi sản xuất, cùng với bạn xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang từ trung ương đến địa phương, cùng với bạn tiếp tục chiến đấu để loại bỏ nguy cơ phục hồi chế độ diệt chủng phản động của kẻ địch. Một loạt chủ trương, biện pháp đã được ta bạn đặt ra bao gồm hiệp định liên minh chiến đấu Việt Nam Campuchia được ký kết, các bộ tư lệnh mặt trận, các đoàn chuyên gia quân sự và dân sự lần lượt được tổ chức trên chiến trường. Các đơn vị lực lượng Vũ trang Cách mạng Campuchia được thành lập và nhiều công việc khác nữa. Ngày 14 tháng 4 năm 1979, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 được thành lập. Tư lệnh đầu tiên của mặt trận là Thiếu tướng Bùi Thanh Vân và chính ủy Đại tá Lê Thành. Tiếp đến là Bộ Tư lệnh các mặt trận 579, 779, 979 được thành lập. Các đoàn chuyên gia quân sự địa phương như đoàn 7701, công công thôn đoàn 7702 công công tràm, đoàn 7703 sở vây riêng, 7705 diêm diệp và đoàn 7706 bờ đây ven tại tỉnh bát tam băng. Đoàn chuyên gia quân sự 7704 cũng đã được thành lập do đại tá đỗ huy trường làm đoàn trưởng. khi đồng chí đỗ huy trường về cục nghiên cứu nhận công tác khác thì đại tá phạm thành hưng về thay đại tá nguyễn ngọc doanh làm đoàn phó chính trị đoàn chuyên gia. Quán triệt quan điểm giúp bạn là tự giúp mình. Toàn thể cán bộ chiến sĩ mặt trận 479 nói riêng và quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia nói chung đã làm hết sức mình với một tình cảm chân thành, một động cơ trong sáng. Trong cuộc tổng tiến công vừa qua, chúng ta đã gặp rất nhiều những người dân Campuchia yêu nước và chúng ta đã tiếp nhận họ vào đội ngũ. Nhiều người đã giúp bộ đội Việt Nam trong công tác vận động quần chúng, đưa dân trở lại phun sóc giúp ta tuyên truyền chính sách của mặt trận và giúp ta truy đánh, truy quét địch lần trốn. Nhiều người sau này đã trở thành những cán bộ cao cấp của Đảng Nhân dân Campuchia, của chính phủ và quân đội cách mạng Campuchia. Tôi còn nhớ năm 1979, trong lúc truy đánh, truy quét địch, chúng tôi đã gặp đồng chí Koy Buntha, một thanh niên mới lớn, một nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot. Đồng chí nhất mực đi theo bộ đội Việt Nam cùng sống và chiến đấu. Đồng chí đã học tập được rất nhiều ở bộ đội Việt Nam. Dần dần sau những năm 80, đồng chí đã trở thành sư đoàn trưởng của sư đoàn bộ binh 196, sát cánh cùng sư đoàn bộ binh 309 chúng tôi, đảm nhiệm trên một địa bàn trọng yếu ở phía tây tỉnh Bát Tam Băng. Rồi sau đó, đồng chí trở thành chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đã trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hoặc đồng chí Sai Samon, trưởng ban cán sự tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bát Tam Bang, hai đồng chí Keo Kim Giang, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng tỉnh đội Bát Tam Bang, nay là đại tướng tổng tư lệnh các lực lượng hoàng gia Campuchia và rất nhiều đồng chí khác nữa. Tình hình trên chiến trường Campuchia trong những năm đầu thập niên 80 còn hết sức phức tạp. Trong cuộc tổng tiến công vào Campuchia mùa xuân năm 79, địch đã đề ra ba mục tiêu chiến lược là rút lui chiến lược 1979, 1980, cầm cự chiến lược 1981, 1983 và phản công chiến lược sau năm 1983. Trước sức mạnh tiến công của quân ta, ngay từ năm 1979 để bảo toàn lực lượng, địch đã chủ trương chiến lược là rút lui. Tư tưởng này đã thành phương châm từ chiến lược đến chiến dịch và chiến thuật cũng như thủ đoạn chiến đấu của binh lính trên chiến trường, địch tiến ta lùi. Do đó, khi chúng ta tiến công hàng loạt các căn cứ, thị trấn và thành phố trên ngưỡng quân khu Đông Bắc, Đông và Đông Nam của địch, lực lượng của chúng bị tiêu diệt không bao nhiêu. Tháo chạy là hành động để bảo toàn lực lượng, sức mạnh tiến công của ta. Tháng 4 năm 1979, cơ bản ta đã giải phóng toàn bộ Campuchia. Sau năm 1979, địch đã chuyển sang chiến lược cầm cự với mục tiêu trong 3 năm, chúng ta đã làm chủ các vùng rừng núi, nông thôn, đồng bằng để tiến tới bao vây thành thị. Giai đoạn này, chúng đã kéo dài cuộc chiến du kích với ta nhằm tiêu hao lực lượng, làm cho ta xa lầy trên chiến trường Campuchia, buộc ta phải co vào các thị trấn, thị xã và các thành phố lớn để tạo thời cơ phản công chiến lược hoặc lấy cứ để quốc tế hóa vấn đề Campuchia, buộc quân đội Việt Nam phải rút về nước để phục vụ cho ý đồ đó ngay từ khi đất nước campuchia được giải phóng bọn phản động pol pot insari khiêu samphon được các thế lực bên ngoài giúp sức chúng đã lập nên cái gọi là trại tị nạn nằm dọc biên giới campuchia thái lan và ở những vùng rừng núi để tập trung lực lượng nhận viện trợ của nước ngoài và duy trì cuộc chiến tranh du kích lâu dài với ta và chính quyền cách mạng campuchia hàng loạt các trại tị nạn được hình thành và xây dựng từ những năm 1980 trở đi. Các trại tị nạn ở An Long Veng, Brick Vihir, Đăng Rách, Âm Pin, Đăng Cung, Nô Mê Lai, Sơ Đa, Oda, Còng Riêng và Tà Xanh đã trở thành những căn cứ quân sự. Từ đây, vừa là nơi tiếp nhận hàng viện trợ, vừa tổ chức huấn luyện quân sự do các chuyên gia nước ngoài chỉ đạo để bằng mọi cách tung lực lượng vào nội địa Campuchia, tấn công quân tình nguyện Việt Nam, uy hiếp chính quyền và lực lượng của cách mạng Campuchia. Bằng các hình thức trá hàng trong những năm 1980, 81 và 82 và đầu năm 1983, chúng đã xâm nhập vào nội địa Campuchia một lực lượng khá lớn và biến thành những phần tử hai mặt trong chính quyền và nhân dân bạn. Đồng thời trong những năm đó địch tăng cường đánh phá khắp nơi trên địa bàn mặt trận 479. Trở lại với tình hình năm 1979, sau khi quân đoàn 3 rút đi, Sư đoàn Bộ binh 309 đảm nhiệm khu vực Nam đường số 10, quân đoàn 4 của ta đã đưa Sư đoàn Bộ binh 9 đứng chân và hoạt động ở khu vực phía Tây đường số 5, nimit dipolpet Sophie, Trên hai tỉnh thuộc phạm vi hoạt động của mặt trận 479, là tỉnh Siêm Diệp và Bát Tam Băng. Hiện tại đã có 5 sư đoàn bộ binh quân tình nguyện Việt Nam, gồm sư đoàn bộ binh 309, 317, 5 và 9 tại tỉnh Bát Tam Băng, sư đoàn bộ binh 302 đảm nhiệm phía bắc tỉnh Siêm Diệp và một phần của tỉnh Brick nơi tiếp giáp với địa bàn thuộc trách nhiệm của mặt trận 579. Về phía lực lượng vũ trang của bạn, ngoài các tiểu đoàn bộ đội huyện, tỉnh, bạn đã thành lập trên địa bàn này được 3 sư đoàn. Đó là sư đoàn bộ binh 196 hoạt động tại huyện Pai Linh, chủ yếu ở khu vực Nam đường số 10. Sư đoàn bộ binh 179 hoạt động ở khu vực Đăng Cung, Âm Pin, Bồi Pét, Sơ Vai và Sê Sau này là tỉnh Pần Tia, Miền Trầy. Sư đoàn bộ binh 286 cùng với sư đoàn bộ binh 302 ta hoạt động ở khu vực Nông Cú Lên, ở núi Hồng, trong Canca. Cà. Karakanh và dãy Đăng rích. Sau đó, bạn còn thành lập thêm sư đoàn bộ binh 6, hoạt động tại khu vực Nam Sấp, Pua, Âm Pin, Bram Như vậy, trên phạm vi 2 tỉnh đã có tới 9 đến 10 sư đoàn bộ binh và các tiểu đoàn, lữ đoàn, trung đoàn xe tăng, pháo binh và các lực lượng khác với hàng vạn người. Chúng ta đã giúp bạn tổ chức các tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn bộ binh và các binh chủng cuối năm 1980 và sang năm 1981, các bộ tư lệnh và cơ quan khu vực cũng đã được hình thành và bước vào hoạt động. Mặt trận 479 giúp bạn tổ chức và xây dựng cơ quan khu vực 4, sau này gọi là bộ tư lệnh quân khu 4, do đồng chí Hun Sà Von làm tư lệnh, đồng chí Song Pha Siếp làm tham mưu trưởng và các đồng chí khác để tạo thế thắng lợi trong vấn đề này xây dựng lực lượng vũ trang giúp bạn. Sở chỉ huy và cơ quan thuộc các đơn vị bạn được bố trí gần sở chỉ huy và các cơ quan cung cấp của Bộ đội Việt Nam. Bộ tư lệnh và cơ quan khu vực 4 đóng bên cạnh Bộ tư lệnh và các cơ quan mặt trận. 479 ở thị xã Xiêm Diệp. Sở chỉ huy và cơ quan sư đoàn bộ binh 196 được bố trí gần sở chỉ huy và các cơ quan đoàn bộ binh 309 của ta tại cua chữ V Đường số 10 Sau khi tổ chức ra các đoàn chuyên gia quân sự, thì các đoàn chuyên gia quân sự của ta được bố trí bên cạnh các cơ quan các cấp, cấp của bạn. Như đoàn chuyên gia quân sự khu vực 4 được tổ chức vào đầu năm 1984 do đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Đối làm đoàn trưởng, đồng chí Đại tá Hồ Đình Quỳ làm đoàn phó. Chuyên gia tham mưu trưởng, đồng chí Thiếu tướng Phùng Đình Ấm và Đại tá Phan Cảnh làm trưởng. Phó đoàn chuyên gia chính trị không những các đoàn chuyên gia quân sự và dân sự từ quân khu xuống đến các tỉnh và thành phố được tổ chức một cách hoàn chỉnh mà ngay từ cuối năm 79 và đầu năm 80 ta đã phái ra một đội ngũ cán bộ đông đảo tổ chức ra các đội công tác len lỏi xuống những phum, xã ở các vùng sâu vùng xa để giúp bạn xây dựng cơ sở chính quyền và lực lượng vũ trang, giúp bạn tuyên truyền chủ trương chính sách của nhà nước cách mạng Campuchia. Khi các sư đoàn chủ lực của bạn được thành lập và lực lượng vũ trang địa phương được hình thành và phát triển, chúng ta đã kịp thời tổ chức hệ thống chuyên gia từ các sư đoàn xuống đến tận các đơn vị cơ sở. Các đoàn chuyên gia đóng bên cạnh Bộ Tư lệnh khu vực 4 của bạn. Các đoàn chuyên gia cấp tỉnh, cả quân sự lẫn chính trị như đoàn 7704, 7705 được bố trí cạnh Ủy ban nhân dân và Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh bắt tam băng và siêm diệp nêu lên vấn đề này để chứng tỏ rằng đảng nhà nước và quân đội ta rất quan tâm đến công tác giúp bạn một cách toàn diện về công tác giúp bạn xây dựng cơ sở chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương lại càng khó khăn và phức tạp hơn bởi vì những người lãnh đạo chân chính những chiến sĩ cách mạng những nhà yêu nước đã bị chế độ độc tài pol pot thủ tiêu gần như hầu hết trong hai năm cầm quyền. Mặt khác, trong cuộc tổng tiến công vừa qua, kẻ địch tan rã đã trà trộn trong dân, thành những phần tử hai mặt khống chế chính quyền non trẻ của bạn. Nhân dân Campuchia, tuy cam thủ chúng, nhưng trình độ dân trí vẫn còn thấp và luôn bị khống chế, đe dọa. Vì vậy mà khi tổ chức chính quyền, các cơ sở, các cấp thì biết trao nhiệm vụ cho ai. Và lại trong công tác vận động quân chúng của bộ đội ta cũng gặp không ít khó khăn do ngôn ngữ bất đồng. Song có một điều chúng ta phải xác định rằng đại bộ phận nhân dân là tốt. Nếu khơi dậy tinh thần dân tộc và mối quan hệ đoàn kết lâu đời giữa nhân dân hai nước thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Tôi xin kể ra đây một câu chuyện có tính hài hước nhưng đó là sự thật. Sự thật nói lên tình cảm truyền thống của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là tấm lòng của người dân Campuchia vừa mới được giải phóng đối với bộ đội Việt Nam. Chuyện kể có một đơn vị bộ đội Việt Nam trên đường hành quân qua một phung nhỏ. Mùa khô trời nắng nóng, anh em hỏi dân làng nước ở đâu. Đồng bào ở đây không biết tiếng Việt, nên có nhiều người nói ót tre, nghĩa là không biết. Anh em ta hỏi ở đâu cũng đều trả lời như thế. Có mấy đồng chí hơi bực mình, thực thật. Đồng bào nghe nói tiếng tức trong tiếng campuchia nghĩa là nước liền cho người đưa nước đến cho bộ đội nhưng ở đây người thì đông mà nước rất hạn chế một anh lính quê khu tư nói một câu bâng quơ người đông ra ri mà được từng nước nát thì ai uống ai nhịn đây tiếng phổ thông có nghĩa là người đông thế này mà được từng ấy nước thì ai uống ai nhịn đây đồng bào nghe bộ đội nói tiếng đông trong tiếng campuchia nghĩa là nước dừa liền cho người lên hái dừa cho bộ đội mỗi gia đình mang đến mấy trái cả thôn tập trung lại được số dừa xếp thành đống bộ đội ta cười hả hê có anh chàng quê miền trong nói như tuyên bố uống chết bỏ bà con ở đây nghe tiếng chết tiếng campuchia có nghĩa là chuối tưởng bộ đội việt nam muốn ăn chuối nên những buồng chuối chín lại được mang ra nhân dân vui mừng ngồi nhìn bộ đội việt nam ăn uống no nê như những đứa con xa quê về thăm cha mẹ còn biết bao câu chuyện cảm động trước tấm lòng đồng bào campuchia dành cho bộ đội việt nam chúng ta trong những năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước chùa tháp này từ đây trên chiến trường mỗi đợt truy quét địch ngoài địa hình hoặc mỗi lần đi đến các phum sóc làm công tác vận động quân chúng bộ đội ta luôn sát cánh cùng bộ đội và nhân dân campuchia cùng chiến đấu và công tác bên nhau. Đây là những biểu tượng của mối liên minh chiến đấu Việt Nam Campuchia, là hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong lòng quân và dân nước bạn. Tôi nhớ, sau cuộc tổng tiến công, sư đoàn bộ binh 309 chúng tôi cơ động đến đóng quân và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bang. Trong những ngày ấy, địch lùa dân chạy theo chúng vào rừng. Nhiều người đã lả đi vì đói, vì khát, vì ốm đau bệnh tật bộ đội ta vừa truy kích địch vừa khiêng cáng những người dân kiệt sức trở về phía sau bón cháo cho từng người tổ chức khám bệnh cho thuốc nhường cơm xẻ áo cho họ trong lúc khó khăn có nhiều người dân cảm động quá nói không nên lời bộ đội việt nam tốt quá đã cứu nhân dân chúng tôi lần thứ ba chúng tôi nhớ ơn bộ đội việt nam suốt đời đó là câu nói thường gặp ở nhân dân Campuchia. Sau 2 tháng thành lập mặt trận 479, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6 năm 1979, trên phạm vi hai tỉnh Siem Reap và Battambang, ta đã giúp bạn tổ chức học tập cho 14.926 người dân, xây dựng chính quyền, hoàn chỉnh được 129 phung 12 xã và một thị trấn Sisophon, gồm 83.000 dân xây dựng 339 du kích xã, lựa chọn được 1.153 du kích phum, 66 ủy viên cấp xã. Trên hướng của đoàn 72, phiên hiệu của Sư đoàn Bộ binh 309 trong năm 7980, đảm nhiệm đã tổ chức học tập cho 11.600 lượt người. Tổ chức chính quyền được 26 phum, 26 đội du kích, trang bị 130 súng, bầu 52 ủy viên phum, huyện Sầm Rông 20 phum, huyện Trông Can, 6 Phung. Đoàn 59, phiên hiệu của Sư đoàn Bộ binh 302 trong năm 7980 trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bằng đã củng cố 12 cơ quan xã, 113 phung, phát động nhân dân tố giác và bắt 74 tiên địch, Gia trình diện 174 tiên khác. Đoàn 75, phiên hiệu của Sư đoàn Bộ binh 5 trong năm 7980 đã xây dựng được cơ quan ở 10 phung, bầu 14 ủy viên tổ chức học tập cho 3.861 lượt người dân. Toàn tỉnh Siêm Riệp có 92 xã tính từ đầu giải phóng, ta đã xây dựng chính quyền được 33 xã, tỉnh Bát Tam Bang có 101 xã, đã xây dựng được 14 xã. Tính chung trong hai năm 79 và 80, Sư đoàn Bộ binh 309 đã giúp nhân dân Bát Tam Bang 43 tấn lúa giống, 16.700 tấn gạo cứu đói giúp nhân dân sản xuất 68.574 ha à lúa, tặng 6.232 bộ quần áo, xây dựng và sửa chữa 62 trường học, 638 lớp, 6.070 trẻ em được đến trường. cán bộ chiến sĩ của sư đoàn bộ binh 309 còn vận động quyên góp được một số tiền đủ để mua sách vở cho các em đến trường, xây dựng được 32 trạm xá phun với 420 giường bệnh đã khám và phát thuốc rồi điều trị cho 2.117 người. Ta đã thành lập ra 55 đội công tác. Phối hợp với 55 đội công tác là các tổ tự quản chiến sĩ nghiệp, nhà máy của bạn. Các tổ quân chúng này đã sát cánh cùng chúng ta, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của mặt trận, giúp chính quyền, cơ sở hoạt động, sư đoàn còn tổ chức, xây dựng và huấn luyện quân sự cho 3 tiểu đoàn, 8 đại đội bộ binh, tỉnh, huyện, nhiều đơn vị cá nhân trong lực lượng vũ trang địa phương của bạn trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bang đã độc lập tác chiến hoặc hợp đồng chiến đấu với ta đạt hiệu suất chiến đấu tốt. Cụ thể, đội du kích xã xưa thuộc huyện Mông Côn Bồ Rây, tỉnh Bát Tam Bang, được thành lập tháng 6 năm 79, có 20 đồng chí, Út Sơn làm xã đội trưởng. Đội du kích này đã đánh 5 trận, diệt 6 tên địch, thu 178 súng. Có trận đã đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, đông gấp nhiều lần. Đội du kích xã Tròm Nom, cùng huyện Mông Côn Pô có 30 người, do đồng chí Leng Lóc làm xã đội trưởng. Trong một tháng, đội du kích đã đánh 4 trận, trong đó có 2 trận phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam. Diệt 8 tên, bắt 45 tên, có 3 tên chỉ huy, thu 16 súng. Đội du kích xã Lô cũng thuộc Monong Prey có 25 người do đồng chí Sơn Pon làm sát đội trưởng đã đánh một số trận diệt 5 tên, bắt 16 tên, thu 37 súng. Đội du kích Trang Ha, huyện Sisophon diệt 5 tên, bắt 3 tên, thu 3 súng. Hoặc là đội du kích xã Sơ Rai Trừ Năng, ngày 23 tháng 7 đã đánh lui một lực lượng khoảng 70 tên, có cối 82 và 12 ly 7, yểm trợ tấn công vào một phung. Đội du kích này đã diệt được 5 tên, bắn bị thương 3 tên khác, thu một khẩu AK và bảo vệ được nhân dân ở đây. Rồi còn nhiều đội du kích các xã khác thuộc địa bàn tỉnh Bát Tam Băng đều đã đánh được địch, bảo vệ được cơ sở chính quyền cách mạng và nhân dân địa phương. Đặc biệt là đại đội 131, bộ đội tỉnh Bát Tam Băng trong mùa khô năm 79-80 đã đánh 15 trận diệt 79 tên địch bắt 58 tên, thu 27 súng, 5 liệu đạn. Đại đội đã tổ chức tuyên truyền chính sách của các mặt trận 16 buổi cho nhân dân, đưa được 20.700 người về quê cũ làm ăn. Trong phong trào hoạt động cách mạng, đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm, tận tụy với công việc được giao, được nhân dân tin tưởng như đồng chí Sóc Long, trợ lý tham mưu của tiểu đoàn 18, bộ đội tỉnh. Trong một trận, một mình đồng chí đã diệt 6 tên địch, đồng chí Sóc Đen, tiểu đoàn Phó, tiểu đoàn 18, luôn luôn gương mẫu trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu. Trong trận đánh ngày 20 tháng 7 năm 1979, đồng chí đã chỉ huy tiểu đoàn, diệt được rất nhiều địch. Riêng đồng chí đã diệt được một tên thu một súng, sau đó đồng chí bị hy sinh. Được sự giúp đỡ tận tình của các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ Binh 309, Quân Tình Nguyện Việt Nam, và chuyên gia Việt Nam trong năm 1979 và năm 1980 trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bang đã có 9 đội du kích xã, 5 đại đội, một tiểu đoàn bộ binh tỉnh và gần 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Bát Tam Bang được khen thưởng. Không chỉ có lực lượng vũ trang các tỉnh Bát Tam Bang đã hoạt động rất tốt, có hiệu quả mà trên địa bàn tỉnh Siêm Diệp cũng có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong phong trào hành động cách mạng đội du kích xã Prejeruk thuộc huyện Quốc đã chiến đấu nhiều trận, diệt được nhiều địch, thu được vũ khí, nội bộ đoàn kết tích cực trong công tác vận động quân chúng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Đội du kích xã Sosadan cũng thuộc huyện Quốc có nhiều thành tích trong chiến đấu và công tác, phối hợp với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hoạt động có hiệu quả và gần 50 đồng chí cán bộ, chiến sĩ, thuộc các đại đội du kích xã và tiểu đoàn 6, 8 Đông Bắc địa phương tỉnh Diêm Diệp cũng đã được khen thưởng. Sau này, các đơn vị trưởng thành phát triển lên thành những đơn vị chủ lực mạnh trong lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Tuy nhiên, với bản chất ngoan cố chống phá đến cùng của địch, được sự tiếp tay của các thế lực bên ngoài với âm mưu kéo dài cuộc chiến tranh du kích, tiêu hao lực lượng vũ trang của ta và bạn, hòng lật lại thế cờ chuyển từ chiến tranh cầm cự sang chiến lược phản công và tiến công với hy vọng nhằm quốc tế hóa vấn đề Campuchia. Trên địa bàn tỉnh Bắc Tam Bang, lúc bấy giờ, địch tập trung được một lực lượng đáng kể. Trong cuộc chiến tranh giành dân, chúng đã mua chuộc, hù dọa, lôi kéo lên vùng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, thành lập cái gọi là trại tị nạn, nhưng thực chất là để bắt lính, bổ sung cho các đơn vị gọi là trung đoàn, sư đoàn của chúng và lợi dụng trại tị nạn để nhận viện trợ từ bên ngoài, rồi bắt nhân dân chuyển vũ khí vào nội địa để cung cấp cho bọn phản động chống phá ta và bạn lâu dài. Cuối năm 1980, chỉ trên hướng chính diện khoảng 50-60 km vùng biên giới tỉnh Bát Tam Bang, từ Phnom Lai xuống đến Nam thị trấn Pai Lin, chúng đã xây dựng được 5 căn cứ với hàng vạn dân, gồm căn cứ Kamelai, Sơ Đa, Bắc Oda, Đa, Com Riêng, Tà Xanh, Sẩm Lốt. Riêng căn cứ Camelai cuối năm 1979, Sư đoàn Bộ binh 309 bàn giao lại cho Sư đoàn Bộ binh 5 chốt giữ. Nhiều lần địch tấn công gây sức ép, ta và địch giành đi giật lại mấy lần, nhưng cuối cùng đã chiếm lại được. Nơi đây là văn phòng trụ ương 3, phái Campuchia. Phản động lập ra để quan hệ với một số nước bên ngoài và kéo dài cuộc chiến tranh. Chúng đã tổ chức và khôi phục lại các sư đoàn như sư đoàn bộ binh 320 có các căn cứ ở Soda Oda, sư đoàn bộ binh 415 ở Com Pailin, sư đoàn bộ binh 221 ở Tà Xanh, Sầm Lốt, sư đoàn bộ binh 519 ở Đăng Cung và các đơn vị khác. Từ những căn cứ này, chúng thiết lập ra hành lang vận chuyển chủ yếu là vũ khí đạn dược, mìn vào sâu trong nội địa đến biển hồ. Còn lương thực thì chúng bắt ép nhân dân trong nội địa cung cấp. Các hành lang này, địch thường lợi dụng sơ hở của ta ở những nơi tiếp giáp giữa hai đơn vị như hành lang Nam Phnomelai là nơi tiếp giáp giữa Sư đoàn Bộ Binh 5 và Sư đoàn Bộ Binh 309 hoặc ở cả những nơi tiếp giáp giữa các trung đoàn trong một sư đoàn. Tình trạng này còn kéo dài mãi đến mùa khô năm 1984. Ngoài những căn cứ trên tuyến biên giới tỉnh Bát Tam Bằng, phía Bắc Đông Bắc Sisophon như Đăng Kum, Ampin và các nơi khác, địch còn thiết lập các căn cứ lõm trong nội địa, nhất là xung quanh biển hồ. Đến đây, các bạn có thể hỏi là vì sao năm 1979 trong cuộc tổng tiến công ta đã đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot In Sar và đã giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia. Nay vẫn còn tồn tại nhiều căn cứ lớn, nhiều đơn vị địch như vậy. Xin thưa, đó là một thực tế với một quân đội phản động hàng vạn tên lại được các thế lực thù địch với ta nuôi dưỡng trong một thời gian rất ngắn với sức mạnh tiến công như vũ bão của các binh đoàn bộ đội ta kẻ thù đã chủ động tháo chạy để bảo toàn lực lượng trên chiến trường lúc bấy giờ sinh lực của chúng bị tiêu diệt không nhiều với bản chất ngoan cố của kẻ thù chúng lại tập hợp lại với âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh du kích lâu dài với ta và lại đánh một kẻ địch tháo chạy trong điều kiện trên đất đối phương, địa hình rừng núi và nhất là núi liền núi, sông liền sông với nước láng giềng Thái Lan thì lại càng không dễ dàng. Không loại trừ việc quân ta áp dụng phương thức tác chiến trong rừng, giai đoạn có lúc chưa thật sự phù hợp với tình hình cụ thể về địa hình và đối tượng tác chiến. Mọi vấn đề không kém phần quan trọng có ảnh hưởng đến hiệu suất chiến đấu trên chiến trường mà ở các phần sau tôi xin được đề cập một cách cụ thể hơn đó là công tác nắm địch trong quá trình tiến công giải phóng campuchia và trong cả quá trình giúp bạn của những năm sau này trong cuộc chiến vừa qua diễn ra trên đất nước campuchia sau cuộc tổng tiến công có nhiều ý kiến cho rằng kẻ địch bấy giờ chỉ là một đội quân bại trận một đám tàn quân không hơn không kém điều đó hoàn toàn đúng bởi vì sau cuộc tiến công đó ta đã làm sụp đổ hoàn toàn một chính quyền phản động từ trung ương cho đến địa phương sức mạnh về quân sự đã bị suy sụp tổ chức rối loạn mất hết tính chủ động và lâm vào thế bị động trên chiến trường về đối nội thì bị thất bại bị đại bộ phận nhân dân căm thù đến tận xương tùy còn về đối ngoại thì bị cô lập trên trường quốc tế nguy cơ bị mất chiếc ghế liên hợp quốc luôn bị đe dọa song trong thời điểm hiện tại với lực lượng còn đông, lại được một số nước bên ngoài viện trợ vũ khí và đám tàn quân đó đã tập hợp lại thành từng đơn vị Hà Nội. Bên cạnh đó là khả năng của chính quyền và lực lượng vũ trang của bạn chưa thể làm chủ được một đất nước vừa mới hồi sinh. Âm mưu của địch từ năm 80 trở đi đã chuyển sang một chiến lược mới, tiến hành một cuộc chiến tranh du kích lâu dài ở Campuchia. Vì vậy mà quân tùy nguyện Việt Nam còn phải tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cho đến khi nào bạn tự đảm đương công việc của mình. Và trong 10 năm sau, chúng ta đã phải trả giá bằng hàng nghìn sinh mạng cho nghĩa vụ này. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách toàn diện và khách quan, tất cả đều là có thể. Đối với sư đoàn bộ binh 309 chúng tôi, bước đầu trong nghĩa vụ quốc tế đã đem lại một kết quả thiết thực từ con số 0. Chính quyền cơ sở đã được hình thành và đi vào hoạt động. Lực lượng vũ trang của bạn tuy còn yếu về khả năng chiến đấu, ít về số lượng, nhưng cũng đã sát cánh cùng bộ đội Việt Nam chiến đấu để bảo vệ chính quyền phum xã đến tỉnh. Hoạt động sản xuất các xí nghiệp trong các huyện và thị xã Bát Tàm Bằng cũng đã được khôi phục bộ đội ta đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và công tác trên một địa bàn có tình hình chính trị rất phức tạp địa hình thời tiết khắc nghiệt của một vùng cực tây bắc campuchia đặc biệt là đã kết hợp các hoạt động giữa ta và bạn chuyển được phương thức hoạt động vận dụng cách đánh phù hợp đối với địa hình tác chiến ở phía tây tỉnh bát tam bang này từ phương thức tác chiến hợp đồng binh chủng chúng ta đã chuyển sang hoạt động phân tán với những trận phục kích, tập kích, tao ngộ quy mô nhỏ diễn ra các loại địa hình, hiệu suất chiến đấu trên chiến trường ngày càng cao, đã gây không ít khó khăn cho địch. Trái lại, bộ đội ta càng ngày càng trưởng thành nhiều mặt. Đơn cử, một số trận đánh cấp phân đội và dưới phân đội đạt được hiệu suất chiến đấu cao trong những ngày đầu tiên làm nhiệm vụ quốc tế như sau. Ngày 29 tháng 5 năm 79 trong một trận đánh vận động ngoài địa hình, tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 812 diệt gọn một tiểu đoàn địch, diệt tại chỗ 83 tên, thu gần 50 súng các loại tại huyện Mung, phía nam tỉnh Bát Tam Bằng. Ngày 15 tháng 7 năm 79, đại đội 11 tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn bộ binh 812 diệt gọn một đại đội địch, diệt tại chỗ 35 tên, thu 22 súng cùng ở khu vực trên. Ngày 13 tháng 8 năm 79, với cách đánh luồn sâu vào căn cứ của trung đoàn bộ binh 905 thuộc sư đoàn bộ binh 320 của địch ở Oda. Tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn bộ binh 31 đã tiêu diệt 39 tên, thu 37 súng. Ngày 28 tháng 11 năm 1979, cũng tại khu vực Oda, tiểu đoàn 6 trung đoàn bộ binh 96 đã đánh một trận vận động tập kích vào đội hình địch đang co cụ ngoài căn cứ, diệt trên 30 tên, thu 37 súng các loại. Không những các cơ, cơ sở tiểu đoàn, đại đội chiến đấu còn có hiệu suất cao, mà kể cả một số trận như phục kích bằng mìn, chỉ có một tổ ba đồng chí thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh 812 cũng diệt được 11 tên, thu 6 súng và rất nhiều trận đánh khác được thực hiện trong những năm sau đó. Tình hình trên chiến trường lúc này quả là nóng bỏng. Lực lượng tác chiến của mặt trận 479 vẫn chưa có gì thay đổi lớn nhưng trên hướng sư đoàn bộ binh 309, tức là địa bàn phía tây tỉnh Bát Tàm Bằng, thì có một ít thay đổi. Sư đoàn bộ binh 341 được rút về nước, thay vào đó là trung đoàn bộ binh 250 của quân khu 5 được điều sang nằm trong đội hình sư đoàn bộ binh 309. Cũng cần nói qua một nét về trung đoàn này. Được thành lập vào ngày 22 tháng 11 năm 68, trung đoàn bộ binh 250 là một trung đoàn chủ lực của quân khu 5. Trong chiến tranh giải phóng chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Trung đoàn làm nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, tiếp vận. Địa bàn chủ yếu là các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắc và tỉnh Quảng Đức cũ. Tuy chưa có một bề dày, liên đoàn như các trung đoàn khác, nhưng với thành tích trong công tác bảo đảm chiến đấu và đánh địch, trung đoàn cũng đã được tặng thưởng một huân chương quân công hạng 3 và nhiều huân chương chiến công các loại. Trung đoàn có đại đội 9, tiểu đoàn 3 được tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ. Trước khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, trung đoàn bộ binh 250 trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và được điều sang mặt trận 479, trở thành một trong ba trung đoàn thuộc biên chế chính thức của sư đoàn bộ binh 309. Vào tháng 12 năm 1979, trung đoàn bộ binh 250 có cơ sở đánh vận động và có khả năng hoạt động độc lập trên một hướng. Người chỉ huy đầu tiên của trung đoàn trong những ngày đầu làm nhiệm vụ quốc tế là Thái Văn Hòa, trung đoàn trưởng và Nguyễn Đình Củng, chính ủy trung đoàn. Cuối năm 1980, do yêu cầu nhiệm vụ, hai đồng chí Thái Văn Hòa và Nguyễn Đình Củng đi nhận nhiệm vụ khác. Đồng chí Trịnh Ngọc Huấn và Trần Sĩ Mỹ được điều về đây với cương vị là trung đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn. Đồng chí thiếu tá trung đoàn trưởng Trịnh Ngọc Huấn là một người rất nhanh nhẹn, năm 1976 khi tôi công tác tại trường quân chính quân khu 5. Đồng chí là học viên lớp bổ túc cán bộ tiểu đoàn. Những kỷ niệm giữa tôi và đồng chí là những lần đồng chí quậy tới bến ở trong lớp và những lúc đi dã ngoại ngoài thao trường rồi anh em lại xa nhau. Bây giờ mới được gặp lại. Còn đồng chí thiếu tá chính ủy trung đoàn Trần Sĩ Mỹ thì đã sống và công tác với tôi trong suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Trung. Những năm làm nhiệm vụ đánh giao thông Trên đường quốc lộ 19 Đánh địch nóng lấn sau hiệp định Paris Ở vùng Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Lúc đó tôi là tiểu đoàn trưởng Đồng chí là chính trị viên Cùng ở tiểu đoàn 6, trung đoàn Bộ Minh 12 Thuộc sư đoàn 3 sao vàng Đồng chí là một cán bộ chính trị Có nhiều kinh nghiệm Và cũng là một cán bộ có số đào hoa nhất Trong đội ngũ cán bộ Cùng lứa với chúng tôi hồi đó Tôi cũng rất bất ngờ Khi gặp lại đồng chí tại chiến trường này nơi có cái tên cua chữ V, đường số 10, huyện Pai Lin. Bây giờ hai đồng chí bắt đầu đảm nhiệm, trọng trách lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn bộ binh 250, chiến đấu trên một địa bàn khó khăn nhất, phức tạp nhất mà chúng ta còn có dịp nói đến ở phần sau. Trước khi trung đoàn bộ binh 250 nằm trong đội hình của sư đoàn bộ binh 309, Trung đoàn bộ binh 726 cũng là một trung đoàn của tỉnh Đắk Lắc trực thuộc đoàn 334 làm kinh tế của quân khu 5 đã có mặt trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bang và cũng là một trong những trung đoàn được tăng cường bổ sung cho sư đoàn bộ binh 309. Trước mắt đảm nhiệm hoạt động trên trục đường số 10 thủ huyện Pai Lin thay cho sư đoàn bộ binh 341 rút về nước cùng với quân đoàn 3. Thời gian này đồng chí Trung tá Nguyễn Đình Đức trung đoàn trưởng, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hiền là chính ủy. Sau này đồng chí Nguyễn Đình Đức được điều sang trung đoàn 812 làm trung đoàn trưởng cùng với đồng chí trung tá Nguyễn Văn Quán chính ủy chấn giữ tại thị trấn Pai Linh. Đồng chí Hà Văn Mẫn được làm chính ủy trung đoàn 726. Nhớ lại những ngày đầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam. Trung đoàn bộ binh 276 cũng là một trong những trung đoàn bộ binh của quân khu 5 đã có mặt trên chiến trường Đông Bắc Campuchia. Như trong phần đầu cũng đã nói, từ những kết quả chiến đấu giữ vững trận địa mà Trung đoàn Bộ binh 276 thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn Bộ binh 31 tiến công đánh chiếm cao điểm 312 vào ngày 24 tháng 12 năm 79 tại tỉnh Rana Takiri. Trong thời gian Trung đoàn Bộ binh 726 được tăng cường cho Sư đoàn Bộ binh 309 trên địa bàn tỉnh Bát Tam Bang, Trung đoàn cũng là một đơn vị hoạt động tác chiến có hiệu quả. Một số trận chiến đạt hiệu suất chiến đấu rất cao đã chuyển được phương thức tác chiến phù hợp với đối tượng và địa bàn nơi trung đoàn đảm nhiệm. Hết phần 5